Rồi nguyên một bầy cá đưa hồng luôn kìa. Nó lội rồi. Ngoài kinh đó. Mình đi xuống đây coi. Giờ thấy cái cá rô nuôi trong sồn nha các bạn. Đây nè. Đây khoảng 40-50 kg cá rô này nè. Ở đây coi. Đấy. Trôi mất tiêu hết rồi. Còn có thức ăn không cho nó ăn. Trời, nó chạy ra mất hết rồi. Để cho phải cho nó ăn mới được. Đây, mình đang cho cá rô ăn trong cái sồn nha các bạn, nuôi cá rô trong sồn luôn. Nãy giờ động mạnh quá nó chạy mất hết. Cá đồng tông các bạn ơi. Làm một chút đi. Cho nó một miếng nó ăn nè. Cá đồng tông. Kinh nha các bạn. Ui, lấy cái rổ chặn luôn.
Caro. Cái rô mà chiên giòn là tuyệt vời luôn. Qua đây. Ngày ổ đó. Rồi xuống rồi. Trời ơi, có con bự luôn. Rồi vậy. Trong đây khoảng 40-50 kg cá rô nha các bạn. Ba mình tắt hầm xong cái vớt ra thả đây rộng lại nhìn đá luôn. Ấy da, má ơi, đạp chúng nó. Dạ. Trời ơi nó nhiều quá, đạp đứt cẳng luôn. Đạp chúng nó đứt cẳng luôn bà ơi. Caro. Trời ơi. Dứt chua cẳng luôn. Sau này giống cá coi quá à. Cá điều hồng mà giống giống cá coi quá. Ngoài kinh nè. Rồi đóng nắp lại. Để nó nhảy ra các bạn. Nuôi bên dưới đây ạ. Ok, mệt rồi. Đây ngoài đây đấy. À. Mình thích về cảnh này đây. Đây. Ok. Hồi lên. Vô. Vô thôi các bạn. Cái này. Đấy, đạp trúng cái caro. Đau khẳng quá. Ê má ơi, má má ơi. Dạ. Lên lên lên. Lùng quá. Ê.